Cặp so thuận nghịch này là dạng mốt phép công suất, một con là kênh P, một con kênh N. Đó. Ráp thành mạch khuếch đại công suất đánh theo kiểu BTL. Mỗi một con như vậy là khả năng khuếch đại công suất của nó là được 150W. So sánh nó với cặp sò thông dụng này, đây là cặp sò thông dụng nhất hiện nay, C5002 ha, đánh với lại A1943. Đây cũng là cặp sò công suất, nhưng mà nó không phải là dạng MOSFET công suất mà là dạng transistor BJT. Công suất của nó mỗi con vẫn là 150W, thấy không? Thì nó cũng có thể gọi là công suất tương đương với cái cặp này. Mặc dù kích thước cái con này nè nó nhỏ hơn, nhưng mà công suất của nó là tương đương. Bây giờ mình tạm thời vẽ nó ra sơ sơ như vậy để mình so sánh hai cái cặp khuếch đại công suất. Cặp MOSFET công suất này chính là cặp MOSFET đánh trong cái âm ly này nè. Đó, mình sẽ nhìn thông số của nó. Đây là sò IRFP240, đây là MOSFET kênh N. Rồi cái đây là chính là cái thông số của nó nè. Nó có là điện áp VDS, điện áp trên hai đầu cực D và S của nó nè là 200V. Rồi RDS on thì bằng 0,18 ohm. Có nghĩa là gì? RDS on nè, có nghĩa là điện trở giữa cực D và cực S khi mà cái con MOSFET này nó on. On có nghĩa là nó mở. Mở có nghĩa là gì? Nó dẫn điện. Cũng có nghĩa là gì? Nó hoạt động. Thì lúc đó sẽ có cái dòng điện lớn nhất IDS này nè, chảy từ cực D chảy xuống cực S. Ta gọi là IDS. Không, nhiều khi người ta gọi đó là ID nữa nha. Thì cái dòng điện ID của nó là bằng 12A. Còn công suất của nó là nó người ta viết là BD ha, 150W. Đó, thấy chưa? Thì cái con MOSFET kênh N này nó có cái ký hiệu như thế này. Cách mình dễ nhớ nhất á là cái dòng điện IDS này nè, nó sẽ chảy ngược chiều với con diode nằm ở bên trong cực D và cực S, không? Ví dụ con diode Zener nó chắc như thế này, không? Thông thường cái diode thì nó chạy dòng nó sẽ dẫn như thế này, phải không? Nhưng mà cái dòng IDS này nè nó chạy ngược với lại con diode, nó chạy từ trên chạy xuống, cụ thể là cathode chạy qua anode. Đó. Thì cái con đây là cái con mà MOSFET kênh N nè, rồi nó sẽ có đánh chung, nó đánh chung với cái con MOSFET IRFP 9240. Đây là loại MOSFET kênh P, nhưng mà thông số của nó thì y chang như con MOSFET kênh N này. Đó. Thì lần lượt nó cũng có là điện áp VDS, điện áp giữa hai chân D và S là âm 200V. Rồi RDS on của nó là 0,5 ohm. Khi mà con này nó làm việc nó dẫn bảo hòa. Rồi dòng điện ID của nó là trừ 12A. Công suất PD của nó là 150W. Rồi mình có thể so sánh thông số giữa cái cặp MOSFET công suất loại N loại P này ha, với lại một cái cặp công suất BJT. Một con là loại NPN, một con là loại PNP. Thì đây chính là cái cặp C5002 nè. Rồi đây là cái con A1943 nè, hai cặp này. Hai con này tương đương nhau, hai con này tương đương nhau. Tương đương về công suất. Đây cụ thể nè, BTOT nè. À, chính là P viết tắt của chữ total là 150W nè. Đây cũng 150W, con này 150W, 150W. Thấy chưa? Đó. Dòng điện VDS của nó là 200V phải không? Ở đây là 230, nhưng mà cái dòng điện IC của nó là 15A, trong khi anh này là chỉ là 12A. Thì nó bù lại cái điện áp thôi. Đây điện áp nhỏ hơn chút thì đây nó lớn hơn chút, còn đây dòng điện nó lớn hơn chút thì đây dòng điện nhỏ hơn chút, nhưng mà cái bình quân công suất ngõ ra nó vẫn là 150W.
Cho nên hai cái con linh kiện này cũng có thể gọi là tương đương về công suất. Thì cái âm ly mà đã đánh bằng cặp sò này thì công suất của nó cũng ngang ngửa với nó đánh bằng cái cặp sò này. Thì mình nhớ cái này để mình làm cái tư liệu. Thấy chưa? Cái con mốt phét kênh N này nè, thì cái kiểu vận hành của nó đó, nó cũng na ná như cái con NPN này ha. Còn cái con là mốt phét kênh P á, thì nó cái kiểu vận hành nó cũng na ná vô cái với cái con PNP, thấy không? Dòng điện IDS nó chạy từ S qua D, này thì chạy từ E qua C. Còn cái thằng loại N á, thì từ D qua S, còn này từ C qua E, thấy không? Nó na ná nhau.